Người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 6, Trung Nghĩa. Tỷ số được rút ngắn, chỉ còn 1-2 cho các cầu thủ tóc xanh. Xuân Lộc đã đẩy bất không. Thành công ấy không được. Cầu thủ chơi đó là cầu thủ tóc xanh, điểm không vào. Vào sân thay cho Tuấn Anh đó là Nhất Vũ, cầu thủ mang áo số 7 và cầu thủ họ không thể cứu được cầm bóng. Nam Đen dứt điểm từ xa không vào. Phan Hoàn đó lại không được. Tôi đã có một tình huống can thiệp kịp thời. Chúng ta xin không vào. Dứt điểm từ xa đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho các cầu thủ xuất sắc xanh. Và người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 7 Nhất Vũ. Quá tuyệt vời, một pha dứt điểm từ xa, bóng đi tìm không hiểm nhưng thủ thành Vân Hàn lại để bóng lọt qua hai tay. Đánh đầu không vào. Trung Nghĩa và Kiên Trân. Trung Nghĩa dứt điểm không vào. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ áo xanh. Dứt điểm đó là một chính kiến ở League 2 nó tham gia. Dứt điểm không vào, đó là pha dứt điểm đang là 5 điểm. Chúng ta xin không vào. Xuân Lộc, đây là Nhất Vũ. Dứt điểm. Và đúng lúc này trọng tài Quốc Tuấn đã thổi còi kết thúc trận đấu. Kết thúc trận đấu, giao hữu nội bộ các cầu thủ Sắc Đỏ và Sắc Xanh hòa nhau với tỷ số 2-2. Các cầu thủ